Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên youtube.com. Và có lẽ là quý vị sẽ thấy là Đồ Gỗ Đức Hiền là có cái nơi trưng bày rất là lớn, rộng rãi và cái tiềm lực mạnh, cho nên là luôn luôn lúc nào trong cửa hàng cũng có 70 cái sập đang có sẵn. Chính vì thế cho nên chúng tôi là tiêu thụ sập là liên tục. Ngày hôm qua thì một bác ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã đến ký duyệt vào một chiếc sập Cẩm Lai. Và ngày hôm nay thì lại có một khách hàng khác, anh là người khá nổi tiếng ở tại thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và vừa rồi thì là anh chị mới đến và ký duyệt vào chiếc sập Cẩm Lai đây. Anh và cái đấy thì là đây là mặt phải, nhưng mà chị đã ký nhầm mặt phải, sau đó chị đã lộn ký lại mặt trái rồi. Có lẽ là với cái chữ ký này thì những người ở thị trấn Sông Thao cũng nhiều người cũng nhận ra là anh chị đấy là ai. Tuy nhiên là anh chị cũng dặn là cũng không muốn là chúng tôi lộ danh tính, cho nên là tôi chỉ xin phép giới thiệu đến thế thôi. Và hiện nay là chúng tôi đang dồn rất đông thợ vào để nhanh chóng hoàn thiện cho gia đình. Và chúng tôi cũng đồng thời hoàn thiện hai chiếc. Còn cái chiếc ngày hôm qua mà đi về Xuân Trường, Nam Định là chính là chiếc này. Hôm qua thì bác cũng đã ký vào mặt trái của cái sập này rồi. Và có thể nói là cứ đi chậm chậm vào trong cửa hàng thì quý vị thấy là chỗ nào cũng thấy bày sập. Đấy là chưa kể là những cái sập đã lắp, thì còn những cái sập còn đang chưa lắp được, còn đang đợi đứng, đang để dựng nghiêng trên tường thì còn rất nhiều. Và đây là chúng tôi đang quay tại tầng 1 khu B. Của Đồ Gỗ Đức Hiền đây. Quý vị nhìn thấy đang đi phải cẩn thận, không đi là cái đá và các cái đầu sập này hàng la liệt, còn hàng bao nhiêu cái nữa còn đang chờ đợi đến lượt để lên đường. Còn chúng tôi thì rất phấn khởi là chính vì cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái nét đặc sắc của sản phẩm, đồng thời là luôn luôn là hàng có ngay, cho nên là được sự quý mến của quý khách xa gần. Là bởi vì bây giờ xu hướng khách là không muốn đặt, khách hàng muốn đến là nhìn thấy ưng là lấy luôn, tránh tình trạng đặt cái này lại ra cái kia. Đó. Cảm ơn quý vị, chúng tôi xin tạm biệt tại đây.